Xin chào các bạn, các bạn đang xem thông tin thị trường ô tô xe máy Việt Nam trên kênh youtube ô tô giá rẻ. Chi tiết Hyundai Venue lần đầu tiên ra mắt khách hàng Việt, giá chỉ từ 539 triệu đồng. Mẫu xe gầm cao đô thị Hyundai Venue được trang bị động cơ Kappa 1.0 Turbo GDI, công suất 120 mã lực và mô men xoắn 172 Nm. Xe có hai phiên bản tại Việt Nam giá bán 539 cho đến 579 triệu đồng, cạnh tranh với Kia Sonet và Toyota Race. Hyundai Venue ra mắt lần đầu tiên tại triển lãm New York Motor Show năm 2019 và phiên bản nâng cấp được giới thiệu vào năm 2022. Mẫu xe nằm ở phân khúc SUV đô thị nhưng nhỏ hơn đàn anh Creta. Với việc ra mắt Venue thương hiệu ô tô Hàn Quốc đã chính thức hoàn thiện toàn bộ giải sản phẩm SUV tại thị trường Việt Nam. Về thiết kế ngoại thất, mẫu xe sở hữu kích thước nhỏ gọn và có thể coi là biến thể gầm cao của Grand i10. Cụ thể, Hyundai Venue có chiều dài tổng thể 3.995mm, rộng 1 mm và cao 1645 mm, chiều dài cơ sở 2.500 mm và khoảng sáng gầm xe đạt 195 mm. dù mẫu xe đàn anh em út song Hyundai Venue có kiểu dáng khá hầm hố khi sử dụng bộ la-zăng 16 in trên cả hai phiên bản cùng thanh giá nóc. điểm nhấn ở phần đầu xe là lưới tản nhiệt kích thước lớn hình thác nước Cascading Green theo phong cách của Parametric Dynamic tương tự anh cả Palisade. Cùng đèn chiếu sáng dạng projector LED được thiết kế tách cụm mới đèn định vị ban ngày drl bao quanh cụm đèn pha cản trước được sơn màu bạc thân xe thiết kế tối giản với một đường dập ngang hông giúp gia tăng vẻ khỏe khoắn năng động cụm đèn hậu phong cách trending hiện nay với giải led kéo ngang đuôi xe nội thất và trang bị công nghệ nằm trong phân khúc nhỏ nhất nên không gian trong xe cũng được thiết kế tối giản nhưng trực quan và dễ sử dụng ghế ngồi được bao bọc ra pha nỉ vô lăng tích hợp các nút điều khiển thông số cài đặt truyền nhạc, nhận cuộc gọi, bảo đảm tính tiện lợi và an toàn khi vận hành. Bảng tắt lô xe nổi bật với màn hình đa thông tin và màn hình giải trí cảm ứng 8 in điều khiển đa chức năng nằm ở vị trí trung tâm, tích hợp camera lùi, màn hình cảm ứng hỗ trợ đầy đủ kết nối Android Auto, Apple CarPlay và Bluetooth cũng như bản đồ dẫn đường được phát triển riêng dành cho thị trường Việt Nam. Đặc biệt, Venue cũng trang bị cổng sạc dạng USB Type-C tiện dụng nhất hiện nay với khả năng sạc nhanh trên cả hàng ghế trước và phía sau người dùng có thể hài lòng với hệ thống âm thanh 6 loa theo xe đạt chất lượng tốt. Hyundai Venue được trang bị nút bấm khởi động Start Stop Engine cùng với chìa khóa thông minh tích hợp khởi động từ xa, hệ thống điều hòa tự động với khả năng làm mát nhanh và sâu kết hợp cùng cửa gió cho hàng ghế sau. Đồng hồ thông tin của Venue được thiết kế dạng LED digital giúp hiển thị các thông số một cách trực quan, đồng thời có thể thay đổi giao diện theo chế độ lái. Xe được trang bị điều khiển hành trình, giới hạn tốc độ MSLA, cảm biến áp suất lốp, đèn chiếu sáng tự động đem đến một không gian tiện nghi bậc nhất trong phân khúc. Về vận hành và trang bị an toàn, tân binh ở phân khúc SUV đô thị sở hữu khả năng vận hành đáng kể, ngay cả khi so với các đàn anh ở phân khúc cỡ B nhờ được trang bị động cơ i3 Kappa 1.0 Turbo GDI kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp, động cơ trên Hyundai Venue trong công suất tối đa 120 mã lực và mô men xoắn cực đại 172 Nm. Đặc biệt, Venue được trang bị 3 chế độ lái Normal, Eco và Sport giúp đáp ứng đa dạng các điều kiện vận hành khác nhau. Mẫu xe được trang bị khá dày đặc các công nghệ an toàn hiện đại, bao gồm các hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh BA, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, kiểm soát thân xe, hệ thống an toàn 6 túi khí, chống trộm, automobilizer, camera và cảm biến lùi. Venue được lắp ráp trong nước bởi liên doanh Hyundai thành công Xe có hai phiên bản cùng 6 sự lựa chọn màu sắc và chế độ bảo hành 5 năm hoặc là 100.000 km tùy điều kiện nào đến trước. Phiên bản Hyundai Venue 1.0T GDI với mức giá bán lẻ khuyến nghị 539 triệu đồng. Còn phiên bản Hyundai Venue 1.0T GDI đặc biệt có giá 579 triệu đồng. Xe sang Trung Quốc Lynk Enco đổ bộ thị trường Việt Nam vào dịp cuối năm. Tối ngày 16 tháng 12, Link Enco và công ty CP Green Linh Automotive đã cho ra mắt thương hiệu ô tô Link Co tại thị trường Việt Nam, đồng thời giới thiệu 3 mẫu xe SUV 0105 và 09 đến thị trường Việt. Link Co là một thương hiệu ô tô của Trung Quốc, được thành lập vào năm 2016, liên doanh giữa tập đoàn ô tô Grilli và tập đoàn ô tô Volvo. Theo chia sẻ, đến tháng 11 năm 2023, Link Co đã đặt cột mốc sản xuất lý kế 1 triệu xe ra thị trường toàn cầu và phân phối thông qua hệ thống gần 400 đại lý trung tâm dịch vụ và chuỗi club kết hợp độc đáo. Tối ngày 16 tháng 12, Lin Enco đã giới thiệu mẫu xe Lin Enco 01, Lin Enco 05 và Lin Enco 09. Ba dòng xe thuộc phân khúc SUV được người tiêu dùng toàn cầu yêu thích, đặc biệt bởi thiết kế thời thượng, công nghệ hiện đại và tính năng an toàn vượt trội đến người tiêu dùng Việt Nam. Trong đó, Lin Enco 09 là dòng xe flagship được phát triển trên nền tảng công nghệ SPA với động cơ 2.0 công suất 254 mã lực và mô men xoắn 350 Nm, kết hợp hộp số 8 cấp và dẫn động AWD, xe có 3 tùy chọn màu sắc ngoại thất là đen, trắng và màu xám. Xe còn có các phiên bản động cơ Mild Hybrid hoặc là Plug-in Hybrid với công suất 247 và 427 mã lực. Dòng xe phân phối tại thị trường Việt Nam có kết cấu 7 chỗ phù hợp với thị hiếu của người dùng mẫu xe Link Enco 09 còn được đầu tư nhiều tiện ích để mang đến trải nghiệm thoải mái nhất như ghế bọc da, Monaco, Nappa, bộ công nghệ hỗ trợ lái chủ động. Link Enco 01 là mẫu SUV cỡ C có công suất lớn nhất phân khúc và với động cơ 2 04 4 xi lanh công suất cao tăng áp nhằm tối ưu hiệu quả vận hành và mức tiêu thụ nhiên liệu trong phạm vi dòng xe SUV đô thị giảm thiểu tác động đến môi trường. Linh Enco 01 sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến giúp cho người sử dụng dễ dàng di chuyển trong đô thị. Linh Enco 05 là dòng xe thuộc phân khúc crossover SUV được đánh giá là bản Cooper SUV của 01, có thiết kế hiện đại và tính năng vượt trội, với các đường nét cắt gọt sắc sảo, trang bị cản trước, cản sau thể thao, tạo nên một vẻ ngoài mạnh mẽ và khỏe khoắn. Linh Enco 05 được trang bị hệ thống truyền động AWD cùng 4 chế độ lái, với mức tiêu thụ nhiên liệu tối ưu và hiệu suất vận hành cao. Đại diện Green Link Automotives, bà Trần Thị Hồng Hạnh chia sẻ, với nỗ lực tối đa, chỉ trong vòng 4 tháng kể từ lễ ký kết chính thức giữa Link Co tại Việt Nam với Greenlink Automotives, chúng tôi đã xây dựng showroom triển khai phát triển đội ngũ giới thiệu xe ra thị trường. Greenlink cam kết đồng hành cùng với Link Co đem đến cho khách hàng những dòng xe ô tô chất lượng từ thương hiệu, những trải nghiệm vượt trội hơn cả kỳ vọng cùng với dịch vụ hỗ trợ và hậu mãi chuyên nghiệp tận tâm nhất. Giá xe Linh Enco 09 được công bố tại Việt Nam là 2 tỷ 199 triệu đồng. Mẫu xe Linh Enco 01 và 05 chưa được nhà phân phối chính thức công bố. Kia Sorento 2024 ra mắt tại châu Âu, trở về Việt Nam. Kia Sorento phiên bản nâng cấp mới đây đã chính thức được giới thiệu tại châu Âu với cấu hình chỗ ngồi linh hoạt 5, 6 hoặc 7 chỗ. Mang trong mình thiết kế ngoại thất mạnh mẽ, Kia Sorento mới thu hút sự chú ý cả trên đường trường lẫn đường ngọc rốt. Xe tiếp tục được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Opposite United của Kia. Thiết kế ngoại thất của Sorento 2024 nổi bật với nắp capo được thiết kế lại. Logo kia được thay đổi vị trí và đèn pha đặt dọc quyến rũ với đèn chạy ban ngày dạng bản đồ sau. Lưới tản nhiệt được cập nhật có họa tiết lưới 3D nổi bật. Bên cạnh đó, xe còn có cản trước và sau được thiết kế lại cùng với đồ họa đèn hậu đặc biệt. Những tinh trình về thiết kế giúp Sorento mới toát lên một dáng vẻ SUV mạnh mẽ và tự tin. Kia Sorento 2024 dành cho thị trường châu Âu được cung cấp 10 màu sơn ngoại thất, bao gồm 3 màu sắc quyến rũ mới là Volcanic San. Interstellar Gray và Cities Những nâng cấp dành cho khoang cabin có thể kể đến như cụm màn hình công lớn mới, là sự kết hợp hai màn hình 12,3 inch của cụm đồng hồ đọc kỹ thuật số và hệ thống thông tin giải trí. Đặc biệt, nội thất của Kia Sorento mới tập trung chủ yếu vào sự thoải mái và tiện nghi cho người dùng. Hàng ghế trước là ghế ngồi thư giãn, ghế driver ở gầu có hỗ trợ thắt lưng và nhớ vị trí. Ngoài ra, sẽ còn được trang bị màn hình H10 inch, công nghệ nhận dạng dấu vân tay để ra vào xe mà không cần chìa khóa. Kia Sorento phiên bản nâng cấp tiếp tục đề cao yếu tố an toàn với một loạt các tính năng tiên tiến như hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc 2, tính năng quan sát toàn cảnh, hỗ trợ tránh va chạm phía trước và điều khiển hành trình thông minh dựa trên định vị. Tại châu Âu, Kia Sorento mới được cung cấp các tùy chọn hệ chuyển động đa dạng, bao gồm động cơ plug in hybrid, hybrid và động cơ diesel. Những hệ chuyển động này không chỉ mang lại hiệu quả vận hành mà còn góp phần giảm tác động đến môi trường, phù hợp với cam kết của Kia về các giải pháp di chuyển bền vững. Hiện Kia chưa công bố giá bán cho Kia Sorento mới tại thị trường châu Âu. Các bạn đã xem video, rất mong các bạn hỗ trợ kênh bằng cách bấm đăng ký kênh, bật chuông nhỏ ở bên cạnh để nhận các clip mới hàng ngày, bấm like và comment ở bên dưới video. Chúc các bạn lái xe an toàn và luôn gặp mọi điều may mắn trong mỗi hành trình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sắp tới.